Dạ, xin chào mọi người. Tiếp theo chương 1 thì em xin giới thiệu với mọi người cái miếng dán con cọp nha mọi người. Cả nhà ta chắc đã nghe cái miếng dán và đã có cô chú anh chị sử dụng cái này rồi ha. Thì bên em bán cái sản phẩm này nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà lên video thì em cũng chưa có lên nhiều. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người thì ở đây nguyên một hộp dán con cọp. Ở bên em thì có con cọp loại 5 chữ này nha mọi người. Nóng rất đậm sâu luôn. Nói chung là nó rất là nóng luôn. Mà cái mùi hương của khi mà mình mở cái miếng dán ra thì nó rất là thơm hả mọi người ha. Thì trong một em có bán lẻ nha mọi người, 200.000 là giá 20 gói em bao ship. Còn nếu như mà anh chị nào mà mình mua mà một hộp như thế này, lớn như thế này luôn á, về thứ nhất là mình làm quà tặng, cái thứ hai mình có thể mình bán lẻ kèm theo, thì một hộp lớn như thế này 100 gói á mọi người, thì nó chỉ có giá là 650 thôi em bao ship nha mọi người. 100 gói nha mọi người, lưu ý giúp em ha. Còn quý anh chị em nào mà mình mua mà 10 gói dùng thử như thế này á thì nó giá là 100.000, 20 gói thì là 200.000, em tặng thêm một gói tức là 21 gói á. Ở đây thì dán con cọp, mỗi một miếng dán vậy mọi người tưởng tượng nè, đó nó to vậy nè, kích thước của nó nè, rồi bằng cái bàn tay mình ha. Rồi trong đây thì chúng ta sẽ có 4 miếng dán, một gói như vậy có 4 miếng dán thôi. Mọi người khui ra, mọi người ra lấy một miếng dán xong mọi người giữ kín cái hơi, mình sử dụng hết 4 miếng thì mình mới khui cái gói mới, thì nó cũng không nhiều, cho nên là mọi người, em nghĩ mọi người mua nhiều gói mình để sẵn đi, tại vì cái này cái hạn sử dụng nó cũng khá là lâu mọi người ơi, nó tới 2025 lận, cho nên là nó tiện một cái là một gói nó ít, mọi người khui ra mình dùng, có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày mình đã dán hết rồi, khi nào mình cần thì mình khui gói mới, nó cũng tiện mà nó giữ được cái hương liệu, chất liệu lâu với độ nấu nóng lâu nha mọi người. Nhớ là giữ khui ra, giữ kín giùm em ha. Em thấy là em bán cái cao dán con cọp này được mọi người, mấy cô chú khá là ủng hộ nhiệt tình nè. Cái thứ nhất là nó nóng, nó rất là nóng, nó nóng khủng khiếp mọi người, nó nóng lắm. Cái thứ hai là cái này độ nóng mạnh, cao mạnh dành cho mấy cô chú mà mình thích cái cảm giác mạnh để mình khỏi giảm cái cơn đau nhất. Cái thứ hai là em thấy nó khá là thơm mọi người, dán vào nó rất là thơm nha. Và em nghĩ vậy nè, mùa lạnh, mùa đông mình tới rồi thì mình có thể mình mua về ở nhà ông bà cô chú mình dùng, hoặc là có thể là ba mẹ dùng, ông bà dùng cũng ok. Mà khi nào bữa nào mình lao động mệt mỏi quá mình dán để mình làm giảm các cơn đau lưng nhức mỏi thì cũng khá là hay luôn á mọi người. Rồi em mọi người cứ alo cho em khi mà mua hàng, alo trực tiếp cho em, số điện thoại là 0387728778. Dạ em tên Thảo nha mọi người. Em ở Tiền Giang thì em có ship có toàn quốc, nhưng mà ở đây cái giá một hộp thì em bao ship rồi. Rồi cái giá 10 hộp 20 gói, 10 gói 20 gói thì mọi người cứ alo em, giá nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi mọi người. Quá ok cho một cái sản phẩm tuyệt vời như thế này ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi video, là ủng hộ các sản phẩm cao dán bên em ha. Dạ em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Dạ em xin chào ạ.